hay là vừa thấy con dâu cô hay là thấy mình ấn tượng, mình thương, mình thích, cứ vô ôm, nằm vô một luôn ôm. Con thương nó rồi, con biết nó đi gì mà con thương, giờ buồn thấy chưa. Cái đầu con dâu mới trả lời, nói con biết thôi mẹ, mà con chịu được. Có món quà nhỏ cô dạ. tặng cho MC Quyền Linh. Dạ cảm ơn cô. Wow. Dạ cảm ơn cô. Dạ mình dạ, cảm ơn chị. Ở này ở vườn mình hả? Cái này à, vườn là cũng phải của mình nhưng mà của bà xui mình. À là bưởi này bưởi vườn ở miền Tây hả? Bưởi cái này ở Bình Phước. À Bình Phước hả? Rồi. Dạ con xin cảm ơn này, cô nha. Này chú cần chứ con cần. Ấy con cần chứ, con cần nhiều lắm á. Dạ. Con cần hai trái luôn á. Rồi cảm ơn gia đình rất nhiều. Bây giờ xin mời cô giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết ạ. Giờ cô chào MC Quyền Linh. Dạ chào MC Lê Lộc. Dạ chào cô. Chào khán giả trong trường quay. Chào khán giả Dâm Đài. Dạ. Cô Võ Thị Duyên, năm nay 62 tuổi, ở ấp Đông Mỹ, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Thôi từ Cà Mau luôn. Mình giới thiệu về quê mình tại vì cô lên đây rồi nhưng mà cũng mới lên thôi. Cà Mau bây giờ cũng đâu xa, thì xưa ai nói Cà Mau nhưng xa mà lắm. Cái đó là cái núm ruột của mình mà. Dạ đúng rồi. Xin mời chị giới thiệu về mình. Dạ. Chào chú Quyền Linh, chào chị Lê Lộc và chào khán giả. Em tên là Hồ Thị Kiều Loan, năm nay 22 tuổi. Wow. Đến từ Sóc Trăng và làm công nhân ạ. Loan, 22 tuổi. Dạ. Thấy chồng sớm quá hả? Dạ em làm dâu mẹ được 3 năm ạ. Trời đất ơi. 3 năm rồi chú. Con nay nhiêu rồi? Con 25, chưa được năm nào hết. Thua xa luôn. Cô ơi, gái còn nhỏ, con dâu còn nhỏ chút xíu à. Cái ngày đầu tiên về gặp có mới 18, 19 về, cô cảm nhận gì về cô dâu tương lai này không? Có chứ, tại vì mình có một đứa con duy nhất. Nó làm tài xế, nó nhắn tin về cho mẹ, nó nói là con quen chỗ đó vậy đó. Thì lần đầu là đi lên trên xuôi chơi, chỉ cho biết nhau, hai người lớn. Nó thì lên, đầu tiên lên thì nó về, nó sắp xếp về được có một bữa thôi. Đó, rồi nó mới dẫn cô lên với là cô ba cô nói là cô của con trai tôi đó, là chị chồng của mình. Rồi cô thấy con dâu tương lai đi sao? Lên thì nói ngay cái xe lớn thì mình đậu ở ngoài cách nhà ông xui khoảng 300 thước, thì con dâu với ông xui mới chạy xe nhỏ ra rước. Thì vừa thấy con dâu ra thì cô cũng chưa biết, cái con trai cô nói đó con nhỏ đó đó mẹ. Lúc đó là vừa thấy con dâu cô là thấy mình ấn tượng, mình thương, mình thích, làm như ông trời đặt để gì đâu á, cũng thương lắm. Thích liền ngay từ khắc luôn. Thích lúc vừa thấy, chưa xuống xe cô, chưa xuống xe nữa là cô thằng cha chỉ là cô thích rồi đó. Vậy là có duyên rồi đó. Lần đầu tiên mẹ chồng là thích cô dâu rồi đó. Còn không biết con dâu liền. Thì gặp mẹ chồng có ấn tượng điều gì không? Dạ thì lần đầu tiên mà em thấy mẹ, vừa mẹ vừa bước xuống xe thì em thấy mẹ là dễ mến rồi. Mà mấy lần đầu cũng hơi sợ sợ. Ủa dạ. Sao vậy? Tâm lý ai cũng vậy hết trơn á. À, mà nhưng mà thấy mẹ thì lúc vô cuộc trò chuyện thì thấy mẹ là nói chuyện nhiều lắm. Mà nói chuyện nhiều là tạo cho mình cái cảm giác thoải mái, vui vẻ. Chứ mình không có sợ nữa. Dạ. Nhưng mà sau khi về làm dâu đó, nó nhỏ quá, làm dâu tốt không cô? Thì nói chung là con dâu mình nó còn nhỏ tuổi, mình thì lớn tuổi rồi, mọi chuyện thì mình có thể mình biết hết 80% đi. Cái gì con dâu không biết thì cô sẵn sàng dạy. Nó cũng ngoan lắm, ngoan là gì? Mẹ ơi, con không biết cái này mẹ dạy con. Mẹ ơi, con không biết cái kia mẹ dạy con, để cho con biết rằng con làm. Chứ con không biết mẹ không dạy nữa rồi mới mốt con đâu có làm, lẽ mẹ làm cho con hoài. Trời, giỏi quá nha. Từ lúc đó là mình mới thương, rồi hai mẹ con cũng hợp nhau, cái gì cũng ngủ hỉ nói với mẹ. Hợp nhau điều gì cô? Hợp nhau cái gì, nói chung là hợp nhiều lắm. Đi mua sắm ha, hoặc là đi chợ mua đồ ăn. Rồi bữa nay, con ơi bữa nay mình muốn ăn gì, muốn nấu gì. Nói chung là con dâu nó đi làm cả tuần chủ nhật mới có nghỉ. Bữa nay mình muốn ăn gì con? Mẹ ơi muốn ăn cái đó. Hai mẹ con cùng nhau đi mua về, cùng nhau làm. Vui lắm. Tại vì mình có con dâu mà nó dễ thương. Dễ thương rồi nó ngoan nữa. Dạ. Không có cãi mẹ. Nói chung là vậy. Con nhỏ quá nó cũng dám đâu. Cái cỡ này nó cãi dữ lắm. Có không? Rồi Loan với mẹ còn hợp nhau điểm gì nữa không? Dạ thì trong chuyện ăn uống á, cái gì cũng hợp hết. Nhiều thứ lắm chị. Thí dụ như em nêm vậy đó, mẹ con nêm vậy được chưa, mẹ nêm lại giùm con đi. Thì hai mẹ con cứ như vậy á, sống với nhau hạnh phúc tới giờ. Trời ơi, dạ. Bình yên quá. Cảm giác là con có điều gì mà chưa hợp với mẹ chồng không? Nói chung là hoàn hảo thì mình sẽ không hoàn hảo hết. Nhưng mà cái chuyện mà không hợp á, thì nó hiếm lắm chị, lắm chú. Rất là hiếm luôn. Dạ. Thí dụ chuyện nhỏ nhỏ không hợp á. Thì giống như là thí dụ như ăn nước mắm vậy đó. Là mẹ là hay ăn mặn, thành ra là mẹ làm theo mẹ mặn. Thì còn em ăn chua thì em làm theo nước mắm chua.
Dạ là nước mắm tỏi ớt á. Dạ mạnh ai nó ăn nhưng mà vui vẻ lắm, chứ không phải là con phải theo mẹ hay là mẹ cũng theo con, không có. Như vậy là nó mặn, thí dụ như mặn một keo bự thì nó làm một keo đổ qua bên đây một phân nửa, làm cho mẹ hơi mặn xíu. Biết chừng nào giá như hai người ăn chung keo cho nó hay hơn, biết mấy. Đừng có phân chia. Nhiều khi mình cũng ráng ăn rồi nó quen à. Rồi bây giờ nói ngay hồi đó vậy chứ giờ cô cũng thay đổi, giờ cô ăn cũng lạc lợi rồi. Ăn mặn không có tốt đâu cô. Lớn tuổi vậy đó. Rồi hai mẹ con có ngủ chung với nhau, có tâm sự nhau thường xuyên không? Có. Hồi đó mới cưới nó về á, thằng chồng nó đi chạy xe. Chạy xe mà lớn đó, xe tải đó. Thì cô có nói hồi đó nó chạy xe trước rồi, cô nói miếng mà con cưới vợ là thứ nhất là con phải nghỉ, thứ hai là con phải đem vợ theo mới con mẹ mới cưới. Chứ cưới về để nhà là mẹ không có chịu. Mình cũng tâm lý mà, cái nói thôi mẹ cưới đi, rồi con tính. Nó ngày cưới hồi tháng 2 mà cho tới tháng 10 nó mới được nghỉ. Trời ơi. Cái lúc đó con dâu ở nhà hay nó đi một lần một tháng mấy mới về. Nhà con dâu nằm ngủ mình, cô đi ra đi vô phòng nhìn thấy con dâu nằm mình. Thấy thương, thương lắm, muốn ra nước mắt, cô nói vậy là cô muốn ra nước mắt rồi đó. Thương quá, cái đi vô ôm, nằm vô mùng luôn ôm. Nói hồi đó nói vậy nè, hồi đó con thương nó rồi con biết nó đi vậy mà con thương, giờ buồn thấy chưa. Cái đầu con dâu mới trả lời nói con biết thì mẹ mà con chịu được. Thương lắm, thương dữ lắm. Rồi giờ nghỉ tài xế rồi hả? Dạ, giờ hai vợ chồng làm chung. Bắt phải nghỉ mà. À, làm chung luôn. Dạ. Hứa là cứ vợ phải nghỉ là con mới cưới mà. Rồi ở nhà đó, thường mẹ chồng nàng dâu hay mâu thuẫn chỗ này nè. Tức là tiền điện, tiền nước, tiền gạo, tiền thóc, tiền chợ búa đó. Con dâu có đóng góp không? Rồi mẹ chồng tính sao cái vụ đó? Rồi giờ cái đó là mẹ lo tất. Bởi vì con với dâu luôn đi làm về là có như được bao nhiêu là đưa cho mẹ hết. Không có giữ lại đồng nào. Thì mẹ phải lo tất luôn chứ. Đó, rồi có khi người ta thưởng tiền thưởng tháng bất ngờ 100, 200, 70 gì đó. Ờ về cũng đưa mẹ, mẹ ơi bữa nay con được thưởng này nọ. Trời, giỏi dữ vậy. Cái mẹ nói á, thôi mẹ cho lại con giữ lại đi, thì hai đứa nó giữ. À, đó, vậy làm đó. Con có đưa cho mẹ Lê Giang không? Không có, thì ai đi giữ chứ mọi lớn. Như con muốn mua cái gì, thí dụ con dâu nó muốn mua cái gì. Mẹ ơi, thí dụ đi đơn giản thôi. Bữa nay con muốn mua đôi dép mẹ. Mẹ cho con 50, con mua đôi dép hoặc 70, 20 gì đó. Thì xin về mua rồi còn dư lại đưa mẹ. Trời ơi, mẹ nói đó, thôi con giữ đi. Thôi mẹ giữ đi, chừng nào con muốn mua gì con xin mẹ. Làm như con biết xài tiền hả con hả? Biết chứ. Dạ biết chứ, nhưng mà tại vì đưa cho mẹ giữ. Dạ. Đưa mẹ giữ vậy đó, rồi xin lại hả? Xin lại. Nhưng mà xem không giữ một khoản nào đó dành riêng cho em. Thí dụ sau này em thích cái gì đó em muốn mua, chẳng lẽ mỗi cái mỗi xin mẹ thì nó phiền quá không? Dạ không, vậy mà nó mẹ không thì cũng là mẹ thôi, mẹ đưa mẹ giữ tiền thì mẹ của mẹ thì cũng như của em thôi chứ đâu có gì khác đâu chị. Cô dâu nào cũng được vậy, hay biết mấy ta. Nữa con làm dâu con có nghĩ cũng đưa hết tiền cho mẹ chồng không? Không, khó lắm. Rồi ví dụ chị hỏi nè, lỡ như sinh nhật mẹ hay là những cái dịp lễ gì đó muốn mua quà tặng mẹ rồi phải xin mẹ hả? Dạ không có xin, nhưng mà thì nãy mẹ cũng có nói đó. Tiền thưởng là đó, khi mà cho tiền đó. Thưởng hay là tiền lễ này nọ đưa cho mẹ, nhưng mà mẹ kêu tụi em là cho tụi em thì tụi em có giữ lại chứ không có xài, giữ gìn lại sau này á. Thí dụ như tụi em mà tặng cho mẹ là không có đợi đến lễ lộc. Thí dụ như tụi em thấy cái đó mẹ chưa có, cái hai vợ chồng tính hai chồng chạy ra chợ mua cái đó về tặng cho mẹ chứ không đợi tới lễ lộc gì hết. Đừng có đợi lễ lộc, ngày thường tặng cũng được. Dễ thương quá, hai vợ chồng nó cãi nhau thường xuyên trước mặt cô không? Không, có bữa đó hai chồng đi làm không biết hai đứa nói gì dọc đường cũng chắc cũng cãi, hay mà về cũng tự nhiên cô cũng không biết. Rồi về cũng đi tắm bình thường, thằng trai cô á, ăn cơm cô nói sao con lon không xuống dưới ăn cơm với thằng Đăng kìa. Cái nó đang bực chồng nó mà mình đâu có hay. Cái nó trả lời cô một câu không ăn là bực rồi, mà mình nghĩ ủa bữa nay sao ông Loan nãy vậy chứ hồi nào giờ nó chưa bao giờ nói với mình mẹ ơi con ơi không à. Thôi cô cũng nín không bao giờ nói, để đó. Cái qua bữa sau cái đầu cô cũng chưa kịp nói nữa đó, con nói rồi cái bắt đầu nó suy nghĩ sao không biết. Thì tự nói với mẹ cũng luôn từ cái lúc đó đó. Cái buồn. Qua bữa sau cái mẹ nói, cái mẹ nói là mẹ xét cái này là phần đúng, là phần thằng Đăng đúng. Cái em mới suy nghĩ trong bụng chứ em có nói ra. Anh nói trời ơi, con của mẹ chứ, mẹ thương quá, mẹ không có thương mình. Ý là như bên thương ít hơn, cái cũng buồn con lắm. Nhưng mà qua ngày thầy tháng nọ các em suy nghĩ lại, tại vì mẹ muốn tốt cho hai con mẹ mới hòa giải thôi. Chứ mà thí dụ như mà mẹ không quan tâm là mẹ không nói đâu. Vậy là hết giận luôn. Dạ hết giận luôn, tự hết giận luôn chứ không trời. Có phải đợi ai làm quà chứ. Nhỏ này sao nó được dữ vậy trời. Để xem coi chồng con sẽ nói điều gì nha. Hôm nay thông qua chương trình này em xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện để cho em được bày tỏ cảm xúc của em đối với mẹ và vợ em. Thì từ lúc
cưới vợ về thì cả nhà cảm thấy vui hơn. Thì có thêm con dâu khá là vui tính. Mẹ và vợ em thì hai người khá là hòa hợp nhau trong mọi chuyện, vui vẻ hòa đồng với nhau, cho nên những cái chuyện buồn xảy ra rất là ít, còn chuyện vui thì rất là nhiều. Em cũng có đôi lời nhắn nhủ với vợ em, mẹ của mình nay cũng lớn tuổi rồi, cho nên chắc chắn những cái tính cách của người già sẽ thay đổi. Mong vợ thông cảm và hiểu mẹ nhiều hơn, thương mẹ nhiều hơn. Còn đối với mẹ, con mong mẹ sống lạc quan, yêu đời hơn, không suy nghĩ những cái chuyện buồn phiền nữa, ăn uống nhiều hơn để có sức khỏe sống với tụi con. Có bao giờ con trai cô tâm sự với cô những điều đó chưa? Có chứ, con trai cô tâm sự với cô lắm. Nó gần gũi cô cũng như là con gái vậy đó. Dạ. Hôm nay cô cũng muốn nói gì với con dâu của mình? Muốn con dâu mình thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống không? Có chứ. Mà mẹ cũng không có mong con gì khác hơn. Từ trước giờ mẹ cưới con về thì mẹ con mình vậy là mẹ cũng mừng lắm rồi. Mà mẹ có nói với con câu từ đây trở về sau mẹ càng ngày càng già, mẹ càng lớn tuổi, có khi tính tình mẹ thay đổi chứ không phải giống như hồi cưới con về tới giờ. Mẹ có gì không thấy không có được con vui thì con cũng thông cảm cho mẹ. Rồi mẹ mong là mẹ con mình sống từ hồi cưới về tới giờ vậy là cũng được lắm rồi. Vợ chồng con vui vẻ. Mẹ mong thêm một điều nữa là có một đứa cháu nội cho mẹ vui. Vậy thôi. Em có mong muốn ở mẹ điều gì không? Thì em mong muốn ở mẹ là mẹ mà lúc nào cũng ăn uống khỏe mạnh, sống vui, sống khỏe với tụi con là được. Còn mọi thứ ở trong nhà để hai vợ chồng con lo, mẹ đừng có quan tâm nữa. Nhiều khi quan tâm quá cái nó muộn phiền, nó già hơn nữa. Trời dạ. Ơi. Rất là cảm ơn cô với lại con đến đây tham gia chương trình ha. Hy vọng rằng gia đình mình mãi mãi hạnh phúc như thế, mãi mãi gắn chặt cái tình yêu thương giữa mẹ chồng nàng dâu như thế. Và một cái món quà gửi tặng gia đình để nhớ mình có tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu nhé. Cô cảm ơn. Chương trình có rất nhiều phần quà dành tặng cho cả gia đình mình, đó là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Dạ, xin gửi tặng cô ạ. Và đây là cân điện tử Yakio. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6 trong 1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Và một phần quà nữa đó là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và em đã đến với chương trình. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô.